Rồi, xin chào các bạn. Các bạn không cần phải sang Mỹ mới được ăn gà chiên kiểu Mỹ. Sau đây, Huy Trường xin review cho các bạn món ăn nổi tiếng đường phố tại Mỹ, đó là món gà chiên sốt cay. Để các bạn có thể làm tại nhà hoặc các bạn có thể mở quán để bán kiếm 100 củ. Rồi, không để các bạn phải đợi lâu nữa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào làm thôi. Rồi, ok. Đầu tiên các bạn cần pha bột cho mình. Các bạn chuẩn bị bột gói nha. Bột này là bột pha sẵn. Các bạn có thể mua bột này, có thể liên hệ với mình. Rồi, chuẩn bị một chậu nước. Chúng ta cho bột vào. Dùng phới. Đánh thật tan. Rồi, thật nhuyễn nha. Ok, thế các bạn đánh như vậy là ok đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta chuẩn bị đến gà. Gà thì các bạn chọn những con gà gì nhé. Tầm 1 cân đổ về thôi. Để tí chúng ta chiên nó dễ chín. Chúng ta rạch bụng. Rồi, cứ đùi. Để lúc sau chúng ta chiên nó nhanh chín hơn á. Thế nên là cái phần này rất là quan trọng nhé. Các bạn có thể tạo hình con gà cho lúc mình chiên nó sẽ chín đều. Những cái phần dày mình có thể rạch ra. Đó, mình rạch như vậy. Rồi, tiếp theo chúng ta cho vào chậu bột vừa nãy để chúng ta tẩm. Tiếp theo chúng ta đặt dầu sôi, sau đó chúng ta thả gà và chúng ta chiên. Chúng các bạn chú ý nhiệt độ của dầu nhá, các bạn chỉ để nhiệt sôi nhỏ thôi để khi chúng ta đã thả vào gà vào nó không bị cháy ấy. Nó phải chín từ từ ấy, đó là bí quyết đó các bạn. Mà để nhiệt to quá nó bên ngoài nó sẽ cháy, còn bên trong nó sẽ chín, nó sống không không ăn được đâu, nó sẽ hỏng phát đi ấy. Ok, các bạn cứ thả hết vào, hết lượt vào nhá. Sau đó thì các bạn đặt nhiệt nhỏ thôi để mình om trong dầu ấy. Gà nó sẽ, thứ nhất là nó giòn, thứ hai là gà nó sẽ chín. Rồi ok, trong cái thời gian mình chờ gà chín thì mình lại pha bột. Tiếp tục mình pha bột như bột vừa nãy, nhưng mà lần này mình pha ít hơn. Mình cũng đánh nhau như vậy để thành một hỗn hợp bột sệt sệt để chúng ta tẩm vào gà. Rồi ok, như vậy là được rồi đấy. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đùi gà lọc xương. Chúng ta đổ bột đùi vào đùi gà lọc xương, chúng ta bóp. Bóp thật đều nhá, để cho bột nó ngấm vào gà. Khi mình chiên là gà nó sẽ nhấm bột, nó sẽ giòn đấy các bạn. Ok, các bạn có thể bóp như thế là ok rồi đấy. Rồi chúng ta chuẩn bị một cái chảo dầu khác. Chúng ta đặt nhiệt cũng như gà lúc nãy, chúng ta đặt nhiệt vừa thôi, thấp thấp để chúng thả gà vào. Đó, chúng ta thả như vậy. Chúng ta cứ thả hết. Ok. Rồi các bạn chú ý đảo gà nguyên con kia nhá, để cho nó chín đều. Để cho nhiệt ở trong dầu nó đều ấy, gà nó sẽ chín. Bạn nhìn thấy đẹp không? Gà quá vàng luôn. Rồi cái phần gà đùi lọc xương cũng vậy, các bạn cũng cố gắng đảo để cho gà tơi ra không bị dính vào nhau ấy. Thì miếng gà thứ nhất là nó chín đều nhau và ở trong nó rất là mềm, nó không bị khô quá ấy. Đấy, các bạn rửa hết ra nhé. Ok, như vậy là ok đấy các bạn ạ. Đó. Rồi, các bạn thấy gà lọc xương rồi, nó rất là nhanh chín. Nên là khi chín thì các bạn vớt hết ra nhé. Các bạn vớt ra để cho ráo dầu. Rồi, ok, các bạn vớt như thế. Rồi, các bạn vớt như vậy. Các bạn đổ ra giấy thấm dầu nhé. Rồi, các bạn để đây để chuẩn bị chúng ta dầu. Ok không các bạn? Rồi sau đó các bạn đổ vào một chảo, sau đó chúng ta cho nước sốt chua ngọt, nước tương Mỹ, xì dầu của Mỹ. Tất cả các loại nguyên liệu này các bạn mua thì các bạn có liên hệ với mình nhé. Đó, các bạn cho vào chảo, sau đó chúng ta đảo đều, thật đều nha các bạn nhé. Chúng ta dùng muôi chúng ta đảo đảo để cho từng miếng gà thấm sốt, có cái vị cay cay, ngọt ngọt, rất là thơm. Ok. Các bạn thấy ngon không? Quá ngon. Rồi, ok. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta chỉ việc đóng gói và cho vào bao bì là chúng ta bán thôi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món gà lọc xương sốt chua ngọt kiểu Mỹ. Rồi, chúng ta đóng vào hộp nhá. Ok. Và bây giờ chúng ta chỉ đem đi bán và thu tiền thôi. Ok, chúng ta đã đến cái phần gà nguyên con. Các bạn thấy không? Các bạn om trong dầu nó sôi
gà giòn tan luôn này, các bạn thấy không? Vàng óm luôn nhá, các bạn kiểm tra. Ok, bây giờ chín thì các bạn sẽ vớt ra để cho ráo dầu. Càng ráo dầu thì gà chúng ta sẽ càng giòn. Rồi, ok, chúng ta sẽ vớt ra nhá. Rồi, ok, các bạn thấy không? Vàng không? Vàng óng luôn. Rồi để tiếp theo để đến phần xử lý gà sau khi chiên giòn thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ dao rất là chuẩn để các bạn có thể tham khảo, các bạn mua nhé. Bộ dao 5 dao 9 món nhá. Giá 299k nhá. Dao làm bằng thép nhựa ô tô nguyên khối nguyên miếng nha các bạn nhá. Con dao này là con dao chặt cây nè các bạn này. Dùng để chặt cây chặt củi nha các bạn nhá. Con dao này là con dao chặt gà, chặt vịt, chặt chân trò nha các bạn nhá. Dao được làm bằng thép nhựa ô tô nguyên khối nguyên miếng nhá. Chốt hai đinh khâu inox đồng vàng này, cán gỗ mun từng nhá. Rồi, ok, các bạn mà muốn mua thì các bạn liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình nhá. Rồi, ok, sau đây dao này thì chúng ta sẽ bẻ gà ra để kiểm tra xem gà chín chưa. Rồi, ok, các bạn thấy ngon không? Đó, chúng ta cứ bẻ ra như vậy. Ok không? Quá ngon. Rồi, và đây là thành quả của chúng ta. Các bạn có thể chấm với tương ớt, có thể chấm với mè cả mayonnaise, các bạn tùy ý các bạn chấm nhá, có thể chấm xì dầu. Ok các bạn. Rồi, các bạn thấy hay thì đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Chúc các bạn làm thành công. Rồi, xin chào các bạn, tạm biệt các bạn.